Thư TV chào cả nhà, mình chúc cả nhà có một ngày mới thật vui vẻ. Đây là một video dài hơi, dài tới 9 phút 10 giây để ghi lại hành trình Sài Gòn du ký bằng tàu hỏa của hai vợ chồng mình. Nhà của mình ở Biên Hòa cho nên mình cũng xuất phát từ Biên Hòa đi Sài Gòn bằng xe lửa. Hôm nay thì mình mua vé trước một ngày và chuyến tàu của mình sẽ dừng lại Biên Hòa vào lúc 5 giờ 45 phút sáng. Mà mùa này là mùa mưa bão cho nên chuyến tàu của mình sẽ đến vào lúc 7 giờ sáng. Còn khoảng 5 giờ rưỡi lại là một chuyến tàu khác. Thế là hai vợ chồng của mình cũng được leo lên chuyến tàu này để xuống Sài Gòn. Lần này là lần thứ hai mình đi Sài Gòn bằng tàu hỏa và cái cảm giác nôn nao thích thú nó cũng giống y như là lần đầu mình đi cách đây khoảng hơn một tuần. Sau khoảng gần một tiếng đồng hồ thì hai vợ chồng của mình đã đến ga Sài Gòn rồi nè. Mọi người thấy cái ông mà mặc áo thun trắng đi phía trước mình là ông xã của mình á. Còn đây là lối ra của ga Sài Gòn ở quận 3. Mình nhìn thấy có một nhóm người khách nước ngoài á, chắc họ là một gia đình á, cũng di chuyển đến Sài Gòn bằng tàu hỏa. Mọi người đang nhìn thấy sảnh chính của ga Sài Gòn nè, rất là khang trang và rộng rãi. Trước khi ra khỏi ga thì mình cũng đã tranh thủ để mua vé chiều về. Và đặc biệt á, vé chiều về thì rẻ hơn chiều đi, chỉ 30.000 cho một vé từ Sài Gòn quay lại Biên Hòa. Mình mua vé cho chuyến tàu bắt đầu từ ga Sài Gòn về Biên Hòa vào lúc 6 giờ 5 phút chiều tối. Vậy là mình có tới 10 tiếng đi ngắm cảnh Sài Gòn lận á. Thì hai vợ chồng của mình á, từ từ bước ra khỏi sảnh chính của ga Sài Gòn để đi ra bên ngoài. Bây giờ là khoảng 7 giờ sáng ở Sài Gòn. Đây á, xe mà đón người thân á, cũng được chạy vào tận bên trong á, và cũng có rất là nhiều tài xế xe taxi đang đợi khách. Còn nếu như mà ai mà muốn đi xe buýt á, thì chịu khó đi bộ ra ngoài cổng ga. Ở đây á, có một cái chuyến xe buýt số 7 sẽ chở mọi người á, đi từ ga ra phía bên ngoài Sài Gòn và chiều ngược lại. Còn riêng vợ chồng của tụi mình á, thì để đi vào lại ga Sài Gòn thì tụi mình không có đi bằng xe số 7 ha. Mình sẽ đi bằng xe buýt số 65 bắt đầu từ bến xe buýt Sài Gòn để đi vào đường Cách Mạng Tháng 8. Sau đó bằng Google Maps thì mình sẽ đi từ đường Cách Mạng Tháng 8 xuyên một con hẻm ngoằn ngoèo. Hình như là chỉ mất có khoảng 10 phút là tụi mình lại đi ra chính của ga Sài Gòn á mọi người. Vui lắm. Còn đoạn này là mình đang nói về nhà vệ sinh ở trong ga Sài Gòn. Đó là buổi sáng khi mà mình vô trong đây thì giấy vệ sinh không có được để miễn phí cho mọi người sử dụng, mà có một cô ngồi đó gác rồi mình thấy là hình như có thu tiền nữa. Do mình không có tiền nhỏ, mình cũng không có biết là cô đó có thối tiền hay không, cho nên mình cũng ngại. Và sau đó là mình đã đi vệ sinh và không có giấy vệ sinh để sử dụng. Nhưng mà buổi chiều mình về á, thì mình quay trở lại nhà vệ sinh á, thì mình thấy là ngồi gác phòng vệ sinh đã không còn ở đó nữa. Có nghĩa là người ta muốn đi vệ sinh á, muốn lấy giấy á, thì cứ tự động lấy chứ không có phải trả tiền ở đó nữa. Mình không biết á, việc này á, gọi là tự phát từ cái người làm việc trực phòng vệ sinh hay là quy định của ga, mình cũng không rõ. Rồi sau đó mình lại còn mơ ước là sẽ có một cái quầy tàu điện ngầm ngay trước ga Sài Gòn để cho việc di chuyển của người dân, biệt là người dân nghèo á, thêm phần thoải mái và tiện lợi. Một phần nữa là do mọi người đi tàu di chuyển từ miền Bắc vào miền Nam cho nên á, không tránh khỏi việc mất vệ sinh ở trên tàu. Rồi có rất là nhiều người á, người ta không có giữ được vệ sinh á, nên khó tránh khỏi những trường hợp á, người ngồi từ trên tàu á, rồi khạc nhổ thông qua cửa sổ ở trên tàu. Nói gì nói chứ người Việt Nam của mình á, cần rất là nhiều thay đổi ha, nhất là sự thay đổi từ bản thân của mình. Mỗi người phải biết tự giữ gìn vệ sinh á, thì đất nước Việt Nam của mình mới trở nên xinh đẹp được. Đây là hình ảnh của một toa tàu đồ cổ. Toa tàu cũ này á, rất là thú vị ha mọi người. Rồi bây giờ thì hai vợ chồng của mình đang đứng ở phía bên ngoài ga Sài Gòn nè, và đây là trạm xe buýt ở phía bên ngoài cổng ga. Vậy là chỉ có một tuyến xe buýt số 7 đi ra và đi vào xuyên qua cổng ga Sài Gòn. Bây giờ thì hai vợ chồng của mình đã yên vị trên chuyến xe buýt số 7 nè. Xe buýt này á, giá vé là 7.000 một vé. Hôm đó ở xe buýt này là mình tự trả tiền nha, mình bỏ tiền vào trong cái hộp rồi mình tự bấm nút để vé nó chạy ra nha. Hiện đại lắm đó nha. Khi xe buýt dừng lại ở đoạn ngã 7 Lý Thái Tổ thì hai vợ chồng của mình quyết định dừng lại để mà đi lại chợ Hồ Thị Kỷ. Đích của mình đến chợ Hồ Thị Kỷ để được ăn. Nhưng mà đến đây rồi mình mới biết chợ Hồ Thị Kỷ nổi tiếng là bán đồ ăn vào buổi chiều tối. Cho nên cái hôm đó mình đến vào buổi sáng thì cũng có cái gì đó hơi sai sai. Nhưng mà đến với chợ Hồ Thị Kỷ thì mình mới biết đây là chợ hoa đầu mối lớn nhất Sài Gòn và có từ hồi năm 1987.
Mặc dù đến đây không có bán đồ ăn, nhưng mà có điều mình nhìn rất là hoa. Cơ mang nào là hoa và rất là nhiều hoa cũng làm cho lòng mình dịu lại. Đi hết chợ hoa thì cuối cùng tụi mình cũng đã ghé vô ăn hủ tiếu Nam Vang. Đúng là xuống Sài Gòn cái mức sống nó lúc nào nó cũng cao hơn ở Biên Hòa của mình. Hai vợ chồng của mình ăn mỗi người một tô hủ tiếu Nam Vang với lại một chén xíu mại, mà hết 180.000 cái là hai cái tô hủ tiếu này cũng khá là ngon. Ăn hết hai tô hủ tiếu, trả tiền xong mình mới biết cái chợ này còn có tên là chợ cam. Do ở đây bán nhiều khô cá sặc nè, chứ không phải là chợ cam mà là do có nhiều người Campuchia đâu nha. Hai vợ chồng mình cùng nhủ với nhau là sẽ có một ngày tụi mình sẽ đến Hồ Thị Kỷ vào buổi chiều để được ăn cho đã tất cả những món ăn đường phố ở đây. Anh bán hủ tiếu nói là buổi chiều tối có rất là đông người mà cũng có rất là đông người nước ngoài để đến đây ăn. Ăn no nê xong mọi người biết hai vợ chồng mình làm gì nữa không? Hai vợ chồng của mình lại đi ngược ra ngã bảy Lý Thái Tổ, đuôi vô quán cà phê Phúc Long để ngồi uống cà phê. Trong lúc ngồi uống cà phê mình cũng đã nhanh chóng up mấy cái video short lên trên YouTube. Video nào cũng kiếm ngàn view của mọi người. Uống cà phê xong, cái ông chồng của mình quyết định là sẽ bắt xe bus điện đi qua khu Vinhomes Grand Park ở bên quận Thủ Đức. Và tụi mình đã đi bộ đến bến xe bus Sài Gòn. Là mình ưng ý nhất ở trạm chờ của bến xe bus Sài Gòn là ở khu vực này là cấm người hút thuốc. Điều này rất là có ý nghĩa mọi người. Trong lúc ngồi chờ xe bus thì tụi mình ủng hộ bà cụ một cái bánh da lợn. Mà bánh da lợn của bà bán rẻ lắm nha, có 5.000 cái à. Nói chuyện với bà mới biết là bà đã 85 tuổi mà mỗi tối là tự bà chạy xe đạp thì lấy bánh về bán, cảm động hết sức luôn. Khoảng 10 phút thì xe bus điện số 4 của mình đã tới rồi nè. Mình rất là thích đi tiếng xe bus điện của Vinh. Cái sự sạch sẽ của xe bus nè, cả cách phục vụ ân cần của nhân viên trên xe bus. Với giá vé chỉ 7.000 mà mình có thể di chuyển bất kỳ điểm dừng nào ở trên cái tuyến đường từ ở bến xe bus Sài Gòn đi đến Holmes Grand Park ở quận Thủ Đức. Leo lên trên chuyến xe bus này mình cứ tưởng tượng như mình đang đi xe bus ở Singapore mọi người. Còn đoạn này là mình đang đi ngang chợ Bến Thành đây. Mình rất thích câu slogan nhà Vinbus ha. Phụng sự từ trái tim. Khi mà hành khách vừa leo lên xe bus thì sẽ được nhân viên chào. Tụi mình đi xuống thì cũng được nhân viên nói là Vinbus cảm ơn. Còn đây là hình ảnh là mình vô cùng ngạc nhiên thấy em trai nhân viên xe đẩy của em bé và gấp gọn để vào trong xe bus. Điều này rất là khó xảy ra đối với những xe bus thông thường. Tự vì xe bus thông thường là xe bus của cá nhân đó mọi người. Thậm chí là người ta còn muốn hành khách khi đến trạm phải nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe bus đó, chứ không phải là đợi người ta xuống khỏi xe bus rồi mới tiếp tục hành trình của mình đâu. Vô đến khu vực Vinhomes rồi thì đây là nơi mà vợ chồng của mình dùng buổi trưa món bún đậu mắm tôm. Một set này có giá là 125k và cũng khá là ngon. Mà chắc cái quán này bán bún đậu mắm tôm ngon hay sao á, có rất là đông người vô đi ăn nha. Với lại mình nghĩ chắc cái giá nó cũng khá mềm á, cho nên là một sự lựa chọn của rất nhiều người. Còn đây là một góc, chỉ một góc của khu Vinhomes Grand Park thôi nha. Mình đứng ở đây mà mình cứ tưởng tượng mình đang đứng ở Singapore. Rất là sạch sẽ và thông thoáng, không khí thì trong lành mát mẻ. Tự mình rất là ngưỡng mộ bác Phượng ha. Tự vì bác rất là có khả năng để xây dựng cho một Sài Gòn có một diện mạo mới hết sức là đẹp đẽ, sạch sẽ và ấn tượng. Còn đây là một cái nơi mà mình chỉ toàn thấy các bạn quay phim lên TikTok với lại Facebook nè. Và cuối cùng mình cũng đã được đứng ở đây. Nhưng mình cảm thấy ganh tị với lại cư dân ở khu Vinhomes này ha. Khi nghĩ đến việc buổi sáng và buổi chiều họ có thể đi dạo rồi chạy bộ, đạp xe trong cái khu này hết sức là an toàn và hết sức là thoải mái. Thôi ráng đi, biết đâu sau này mình cũng có cơ hội sở hữu một căn Vinhomes ở đây. Còn đoạn này là đoạn mà mình đi một cái lối nhỏ từ đường Cách Mạng Tháng 8 thông ra cổng chính của ga Sài Gòn nè. Đường này là mình đi theo lời kêu gọi của chị Google nha. Còn bây giờ thì đoàn tàu chuẩn bị lăn bánh để đi về Biên Hòa. Thật sự là mình ưng cái bụng với cái chuyến Sài Gòn du ký bằng tàu hỏa của mình hôm nay lắm á. May mốt tụi mình cũng sử dụng tàu hỏa để di chuyển từ Biên Hòa đi Sài Gòn nha.